bóng bóng nà ní ngào mà rẻ rồi bóng nín cái nhóm cha ngào thò mà đá tên là bóng bóng nà miền bán thò ai bóng bóng mưa tê ngào chân nà chụp mũi trường trụ nà bóng bóng nà lì sạch chỉnh trầm chân tới cắt mà rẻ đông đông tên là bóng bóng ní trường trụ á nhưng ngào rẻ trường trụ mưa tật tật á cũng chẳng ngày nay là bóng bóng nà cha ngào rủi rủa lò hao bông phổ nai nè ngao mà rẻ ha super tuổi nâng tật trai nè bông phổ nát miền tập bản năng tê không lì nè nu chân sông chơi mình ngao tuổi nè nhầm thả bông phổ nơi sông chơi mình nhầm mà ngao mà rẻ cho mũi mình nhầm cha mình ngao mà rẻ nè bông phổ nát ngao mà rẻ chẳng chừng chú mà mình tập một mộc nâng cái bóng phổ này mà bị sao rẻ này ăn là bình sao mà thì tập trái tích tích chan nhằm lên lên bằng phổ nơi ông mà chan ngao mà rẻ đại tác nhóm nâng cha giờ hô cho mùi nâng tất trấy đã tình tình tế dân dưới bị chung anh cho chặt cho mong nào bằng phổ ná tất sụp ngao mà rẻ hát miền ấy sát bằng phổ nơi miền chân ai nâng sạch chỉnh chạm đi mùi mì xu á nhưng mà ngoài hà thời hơi thà tất sụp á chấm hơi cứ ao giờ thay thắt ngao mà rẻ tật sụp dương nông miền chiết tạm on ngao mà rẻ hơi ập là vinh tê bằng cổ nai nhằm tới tình lầm mây nhưng mà ngao vì thôi đi nghỉ thay đây nhằm nọ lục cái hơi thả lìa cho mùi nâng tật trái tích chấm tới việc chiết tôi cho nam hơi ập miền ấy tê bằng cổ nai miền ngao mà rẻ hơi chán nâng mà chán mà nẹ, chán nẹ phá đấy á, nhằm riêng khuôn phá đấy chán sáng, nhằm chán sáng chân tới ná nhằm riêng khuôn chân tới nhưng chân phụ ấy nhằm kịch thà, bà chăm chôn mùi phá đấy nhằm mê nhằm sẽ nộp lực sụp lực hợp chân á chà, nhẹ ai ngô đua chân chân chú có bóng phổ ôn dưới bị chân anh nhằm ngào à chân chú nâng ạch ai phơi khlăng á ạch ai phơi khlăng mà chụp á dây bị đặt tất trái tích tích tơ dây bị chiết nó chiết bông bông ơi chân ăn hà dù dù á nhằm hộp mai mà đoan á miền chiết nà thưa tứ vì ngào mà rét tơ lia cho mùi nâng chân chân tơ chân chân chụp chân tơ hơi nâng tất sụp tơ hơi sạch chạm tơ lia mùi mà xua hơn á dây bị chiết nó chiết mơ mọt tất nhóm á cổ đăng đà nà bông bông ná chẳng hai nơi không cứu sao là bao dương bán kinh thà bông ôn trời thơ cái hai là mà hộp nhằm cựu bê và lia đạm bay cứu sao là bao dương nà bông phổ ná đạm bay cứu sao ạ miền đạm bay nẹ nà tê nà bông phổ ôn chà hồi Alicia màu bật ni mà màn tích tơ con màu bật phù ăn slap mòn bông phổ ná dù luôn snô á hồi chặt slap mòn chanh phong con cũng ai cloud yeah ai nhắm phong ăn slap mòn bả đá tục ai côn nhắm bóng phố nơi chân á bạn thả thừa chia tiền tránh máu tiền gì máu bạc côn ai tiền slap mòn đốt bóng phố nơi nè plek luôn nhắm chồng ở hai ngào miền ấy nhắm lên lên nhá bóng phố nhắm lên lên cái tay nắng người hai thả bài ở mặt chán sụp ở mặt chán đại nâng bông phổ ná chẳng bằng thả dù dù bằng nhằm ngào mà rẻ chẳng tơ nhằm cả lạc chân năm ấy nhằm ngào mà rẻ mà đoan chẳng tơ rồi có bầy khai ấy ngào mà đoan chẳng tơ mình cái hơi thả nhằm mình nhật nhọc tìm mình ngào vừa cô
sri របស់ខ្ញុំគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តថាថាភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបបងប្អូនទេធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំវាចង់ដែរណាអញ្ចឹងធ្វើមួយគេហៅថាឲ្យប្តីឲ្យកូនញ៉ាំទៅបើមើលយើងចាំតែកូនញ៉ាំដែរងាយទេហើយគូញ៉ាំចប់ចប់ចប់ចប់ណាចាលើកឆ្អឹងស៊ុបមកញ៉ាំហ្នឹងហើយឆ្អឹងហ្នឹងជាជើងណាបងប្អូនជើងជ្រូកចាខ្ញុំស្ងោលាយជើងជ្រូកហ្នឹងច្រាំសាច់ចឹងទៅចាមានអីបានណាជាតិអស់បាយម្ចានអីម្ចានហ្នឹងញ៉ាំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងញ៉ាំតួអស់ម្ចានម្នាក់ដែរហត់ក្តៅក្តៅមានមសួរក្នុងហ្នឹងស្រាប់ផងមិនបាច់ញ៉ាំបាយក៏បានដែរបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំបាយយ៉ាងម្ចានជាមួយសម្លស៊ុបម្រះហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេហៅថាមានជាតិឆ្ងាញ់ពីមកស្បែកជ្រូកឆ្អឹងជើងជ្រូកជ្រប់ជ្រប់ជ្រប់ទៅត្រូវមាត់ណាបងប្អូនណាដល់ពេលត្រូវមាត់អញ្ចឹងចេះតែគៀមអញ្ចឹងទៅចាយូយូបានគៀមឆ្អឹងម្ដងមើលកូនណាគេហៅថាសัตว์ចាំផ្ទះហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងជ្រូកអត់ផៃទេមកបើយើងចង់ចូលចិត្តថាគៀមឆ្អឹងហើយគៀមអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអស់ចឹងទៅបានដាក់ចូលទៅក្នុងនេះនៅស្ដាយទៀតណាហត់ទឹកស៊ុបសិនចាអូឆ្ងាញ់មានជាតិណាស់ណាស់ចាញ៉ាំចឹងទៅធ្វើមកទេយើងជាចុងភៅណាបងប្អូនណាចុងភៅត្រូវតែផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ដើម្បីគេហៅថាជីវិតប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងណាគេហៅស្ត្រីវិលចក្រានហ្នឹងណារាល់ថ្ងៃគឺមានតម្លៃណាដោយសារអីខ្លះមើងងាយស្ត្រីថាស្ត្រីមិនអាចគេហៅវិលចក្រានជុំឯអត់ទេកុំនិយាយចំអីមានតម្លៃណាណាមានតម្លៃត្រង់ថាអាចធូរហូបឲ្យកូនឲ្យប្តីរៀនធ្វើឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណានឹងយើងធ្វើដើម្បីសុខភាពគ្រួសាររបស់យើងបើមើងងាយប្រពន្ធខ្លួនឯងដូចមើងងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងហើយបានណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយមួយតើយល់ពីតម្លៃគេហៅថាភរិយាយល់តម្លៃពីស្វាមីណាបានចេះឲ្យតម្លៃគ្នាបើយើងអត់ចេះយល់តម្លៃទេយើងអត់ចេះឲ្យតម្លៃយើងមើលងាយណាតែមើលងាយវាអត់តម្លៃទេអញ្ចឹងរស់នៅមួយគ្នាវាអត់មានសេរីភាពណាវាអត់មានសេចក្តីគោរពសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមេត្តាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងរស់នៅមួយគ្នាដោយក្តីពិបាកចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់ទេមានតែមកជួយខ្ញុំថែមបងប្អូនអើយចាមកជួយខ្ញុំហ្នឹងធ្វើកិច្ចការនេះនោះនេះនោះទៅតាមតាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការណាបានគាត់ជួយទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការណាបានគាត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទៅពីព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកខាងឆេះចុងភៅអីណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងធ្វើកាយការងារអញ្ចឹងទៅយើងដិតជួលដឹងទៅថាគាត់មិនជាអ្នកចុងភៅអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនអ្នកចុងភៅដែរប៉ុន្តែយើងនៅផ្ទះយូរយូរទៅចេះផ្សំគ្រឿងយើងផ្សំដល់គាត់បានធ្វើការកិច្ចការងារក្រៅអញ្ចឹងនោះលុចឆ្អឹងមួយទៅគៀមបងប្អូនណាសេតត្រែត្រែបងចូលចិត្តស្អឹងសេតបងអញ្ចឹងណាអានថាលើកអស់ហើយញ៉ាំតែឆ្អឹងនឹងហើយគឺចប់ហើយស៊ុបមួយចានបាយមួយចានចាអត់មានអីទេមនុស្សយើងស្រីឃ្លានត្រង់ហា3ពេលហ្នឹងកាលណាមួយពេលឆ្អែតហើយចាំថ្ងៃត្រង់មួយពេលទៀតមួយពេលថ្ងៃត្រង់ឆ្អែតហើយមួយពេលព្រឹកល្ងាចទៀតណាអញ្ចឹងដោយសារហា3ពេលហ្នឹងនិយាយពីមនុស្សយើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗឆ្លុះគ្នាណាបងប្អូនដោយសារហា3ពេលហ្នឹងបើអត់ចេះជល់ចេះហៅថាទៅលើអត្តន័យហាទាំង3ពេលហ្នឹងទេយើងអាចឆ្លុះគ្នាខំគ្នាដូចសัตว์អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគេថាឲ្យរៀនចេះដឹងយកអភិជាដឹងហ្នឹងមកប្រាស់នៅសង្គមខាងក្រៅហើយនឹងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងណាយើងអត់ចេះទេយើងឆ្លុះគ្នាដោយសារអត់ហេតុផលអត់ខ្វះការពិចារណាណាបងប្អូនចាំបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេឲ្យរៀនយល់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅសង្គមគ្រួសារបែបម៉េចណា
cái này nhưng ở dưới pi sừng cung cua xá vừa ở cua xá dương vì bà bông cổ nát bà dương mình chạy vừa ở cua xá dương vừa ở này ruột miền này á còn tràn bye bye.